Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mít Tung Tăng. Và mình là Mít, kế bên Mít là em Minh Hương. Thì mấy bữa nay trời nắng quá mấy bạn, cho nên mình quyết định á, sẽ bơm cái hồ bơi phía sau lưng mình nè. Và mình với em Hương sẽ bơi tắm ở trong đó cho nó mát. Và bọn mình á, sẽ bỏ vào trong đó một số loại nước trái cây để mà uống review cho các bạn biết. Thì cái này là cái đồ bơm của cái hồ bơi mấy bạn. Thì bạn nào mà không có cái này là hơi bị mệt luôn á. Thôi, bây giờ các bạn cùng với lại Mít với em Hương đi bơi nha. Cùng vào chơi với mình nha. Xin mời. Lâu lắm hả? Đây là cái nước mà mình chuẩn bị để bỏ vô trong hồ bơi á, vừa bơi mà vừa uống các bạn. Thì cái này có sữa Vít Ti nè, cái này là nước trái cây Hương Việt Quốc, rồi một số loại bia Ken nè, rồi nước ngọt Coca-Cola nè, một số loại nước trái cây Hương Táo, Hương Chanh nè, rồi bia này của Thái Lan. Nói chung là nhiều lắm, mình mua rất là nhiều luôn để hai đứa chơi. Rồi có măng cục đầu mùa. Thì cái măng cục đầu mùa các bạn, nó còn chua lắm, chưa có ngon. Thì phải thêm khoảng chừng 2 tuần nữa, hoặc là khoảng chừng 1 tháng nữa thì nó mới rộ lên. Thì lúc đó cái măng cục nó mới ngọt được. Còn bây giờ nó đầu mùa cho nên nó chua, với lại ở phía trong thường nó bị sượng hoặc là có sâu á mấy bạn. Để mấy bạn biết rồi canh cái thời gian mình mua để mua được cái măng cục ngon nha mấy bạn. Chứ cái măng cục này bây giờ nó cũng rất là mắc luôn á. Đây, các bạn thấy không? Nước nãy giờ đợi rất là lâu luôn mà vẫn mới được có một nấc đầu tiên à. Bây giờ không biết đợi tới khi nào luôn. Nói chung là mình đang ngồi ở ngoài sân và rất là nắng luôn. Các bạn nào có coi clip này thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Mít nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em Hương không đi bơm nước nữa hả? Trời nắng quá, do it từ từ. Tại nó tự bơm. Sao kỳ vậy, sao không ra canh? Trong thời gian chờ đợi mình chơi trò này đi. Trò này vui nè. Trò này là trò đâm hải tặc nè. Đổ ra. Đó, con mẹ hải tặc rớt ra nè mấy bạn. Đây, mấy cái kiếm để đâm mẹ nè. Lấy ra giùm em Hương. Đó, em Hương sẽ giới thiệu cho các bạn cách chơi nha. Đầu tiên là đặt con hải tặc hơn với hai cái khớp dưới của chân của nó trong đây. Ok, gắn vô đi. Bước tiếp theo là chia người chơi theo quảnh tụ xì hoặc là lượt 1, lượt 2 để lấy cái kiếm đâm vô cũng được. Người thua cuộc sẽ là người đâm cái kiếm mà làm đầu hải tặc bay lên cao. Ok, vậy bây giờ mình gắn vô đúng không? Gắn này vô vậy gì? Đúng rồi. Gắn đi. Gắn phụ đi nè. Đó, em Hương thua rồi mấy bạn ơi. Nó văng đầu hải tặc rớt ra vậy đó. Hải tặc rớt nón luôn rồi, chuẩn bị làm dân thường. Cái trò này có giá bao nhiêu tiền em Hương? Đây là cái hộp hải tặc này. Trò này à, giá của nó là 39.000 nha mấy bạn. Trò này em khá vui, nếu mà chơi đông người thì vui hơn. Này có to hơn thì dành cho gia đình nhiều người, còn lại nhỏ thì chơi tầm 2-3 người thôi. Ok. Game 2 các bạn ơi. Bây giờ em Hương sẽ chơi trước. Ok. Mình khá là may mắn. Sao cả. Vẫn chưa có gì xảy ra. Hồi hộp quá.
không có gì hết. Nói chung là số mình may mắn, chơi mấy cái game này mình may mắn đó mấy bạn. Giang đã thua. Hết hồn mấy bạn ơi. Mình đã thua trong game 2 này rồi. A few moments later. Ten ten. Sau một hồi chơi game thì bây giờ cái hồ nó cũng đầy rồi, sau lưng mình nó nước nó cũng đầy rồi nè mấy bạn. Bây giờ Mít với em Hương á sẽ bỏ mấy cái loại nước uống vào trong hồ và hai đứa mình sẽ nhảy vào hồ tắm để xóa đi cái nóng của ngày hè oi bức mấy bạn. Vậy nha. No holding back. Nước ấm hả? Chứ không phải nóng hả? Hay là mát hả? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô đây. Đóng cái cây chọi đầu nó. Chọi nó. Chọi nó. Đây, mình sẽ bỏ mấy cái chai. Chân em Hương dài hơn chân mình mấy bạn. Mấy bạn nào á mà trời nắng nóng quá mua cái hồ bơi này về nhà rồi chui vô đây á bơi rồi đã vô cùng luôn. Rồi mấy bạn ăn chiếc cây chung với hai đứa mình nha. Uống đó hả? Uống đi. Đây là kỹ thuật băng phục của mình. Ăn phục mấy bạn tốt xung quanh nè. Xong rồi cái cu ra đó, đây là măng phục đầu mùa. Nhìn cũng ngon mấy bạn. Dục cái vỏ ngoài cái chậu kẹ. Rồi mấy bạn nha. Còn ở trong hồ bơi nữa đã quá. Giờ sẽ chơi trò đá banh bằng cái trái này mấy bạn. Bây giờ sẽ đánh qua đánh lại. Bây giờ quanh tổng xì coi đứa nào thua nha. Đứa nào thua thì sẽ bắt banh sau nha. Ôi mình thua rồi mấy bạn ơi.
sẽ được đá trước và mình sẽ làm thủ môn. Mình sẽ quay em con đá trái banh này. Đây là trái banh đấy nè của bọn mình. Em Hương đá đi. Mình đúng rồi, mình sẽ dùng cái chân để mình đỡ nha. Vô rồi mấy bạn ơi, đá em Hương luôn đó. Mấy người bị cận nó vậy đó mấy bạn. Cả thế giới nghe đi. Rồi nước này sao? Nước này là nước máy bình thường thôi mà, đâu có mặn hay gì đâu. Bị nước sao? Có sao không? Thì xuống nước thì tất nhiên là phải bị kéo như vậy rồi. Mời mấy bạn uống sữa chung với hai đứa mình nha. Rất là khó gỡ luôn mấy bạn. Sao kỳ kỳ vậy ta? Cái này là có cái ống hút mà mình dục cái ống hút ở trong nhà mất tiêu mà giờ ướt nhẹp rồi. Vô nhà lấy sao được. Em Hương uống xong hết trơn luôn rồi. Mình xong gỡ ra được rồi. Mẹ cái này cho nhanh. Gỡ tròn còn không được nữa mấy bạn. Mình gỡ nè mấy bạn, nó tròn còn không được nữa. Nói chi nhờ gỡ cho nó nhanh. Thấy là đục cái lỗ. Gỡ cho nó được nữa. Đục cái lỗ trăm năm luôn. Ngồi ở cái tay luôn nha. Rất bỏ cuộc với cái chai này mới ra. À cuối cùng cũng mở được. Dùng tay không giết giặt. Mà mấy bạn nghe cái này là sữa Christy. Uống về sẽ có mạnh mẽ của Christy. Ngon mấy bạn. Nó là sữa trái cây. Thấy giống giống như sữa do mót ha. Nó Christy mà ngọt. Lại nó do mót nữa mấy bạn. Hai công ty nó sẽ quýnh mình. Hương đang làm cái gì vậy? Hình uống thử coi vị sao. Vị nó có một chút mùi cồn, một chút mùi da nữa, nhưng mà cái vị giống nước trái cây, mùi đào vậy. Nha. Rồi, để thử coi. Nó hơi the the mấy bạn, mà mùi thơm lắm. Mình nghĩ cái này uống ngon hơn. Nếu mà nó lạnh hơn nữa, cái này cũng lạnh đó, mình bỏ trong cái đá ướp nãy giờ nhưng mà nó vẫn chưa đủ lạnh. Đây, em Hương nè, mình sẽ uống cái chai này đi. Cuối cùng cũng gỡ rồi mấy bạn, trời nó chặt ghê. Cái này có hương vị của biển xanh nè mấy bạn, vì nó màu nó xanh le, xanh lét luôn. Đây là chai kiểu blueberry Việt Quốc nè. Chấp nhận như thế này. Chai này đậm vị hơn chai đó, nhưng mà mình thấy vị nó cũng na ná nhau. 8/10 á. Nó có một ít mùi cồn, một ít hương trái cây, mà hương trái cây rất là thơm luôn.
Nói chung là cái này thì giống những cái bia trái cây á, nó rất là ngon, thơm ghen lại đây, vẫn ngửi thấy mùi trái cây đã quá mấy bạn ơi. Các bạn mua thử này nha. Tất cả cái này á, mình mua ở trong Metro á, trong cái clip mà mình đi siêu thị á, thì mình mua mấy cái loại nước này nè. Chai này cũng bị có ga với lại hơi mùi trái cây giống cái chai này, nhưng mà chai này đang nhớ đến mùi tăng lực. Giống mùi nước tăng lực. Cái này nó đậm vị hơn cái này đúng không? Ừ, nó đậm hơn. Màu hai chai màu đều bất mắt. Nhưng mà nếu mà hai chai thì chai nào ngon hơn theo em Hương hết? Em thích cái mùi trái cây thì hơn. Ừ, cái này con gái thích hơn, cái này nó hơi đậm vị hơn các bạn. Mấy bạn ơi, tình hình là trời nắng quá, hai đứa mình quay cái clip này nó hơi trễ, cho nên bây giờ mình với em Hương á sẽ dọn đồ đi vô mấy bạn ơi. Còn mấy cái chai sau á mình chưa uống, mình sẽ làm một cái video khác giới thiệu với các bạn tiếp nha. Nói chung là mấy cái bạn cũng rất là ngon, các bạn nên thử. Tại nha các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, nhớ like, share và ủng hộ mình trong thời gian tới. Mình sẽ làm tiếp tục làm những video mới hay hơn, hấp dẫn hơn để review những cái mà mấy bạn quan tâm. Các bạn, cảm ơn các bạn. Vô hơn các bạn ơi. Nói chung là ướt quá, bây giờ đứng cho nó khô khô tí xíu xong rồi mới vô nhà được. Here's what